Bắt đầu từ cuối tháng này, việc cấp sổ đỏ sẽ có thêm 4 quy định mới. Đây là điều luật được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 10-2023-NDCP. Đây cũng là nội dung của góc tư vấn hôm nay. Bốn quy định mới về sổ đỏ chính thức được áp dụng từ 20 tháng 5 năm 2023 đó là: Thứ nhất, resort, villa, condotel được cấp sổ đỏ. Theo đó công trình xây dựng có sử dụng và mục đích về du lịch nếu đáp ứng đủ điều kiện của pháp luật về đất đai xây dựng kinh doanh bất động sản thì được chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng gắn liền với đất theo mục đích sử dụng đất thương mại dịch vụ. Tuy nhiên, chủ sở hữu công trình xây dựng phải chịu trách nhiệm về việc đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật nêu trên. Thứ hai, sửa đổi thẩm quyền cấp sổ đỏ. Cụ thể, đối với địa phương đã thành lập văn phòng đăng ký đất đai thì việc cấp giấy chứng nhận, xác nhận thay đổi vào giấy chứng nhận đã cấp thực hiện do các cơ quan sau thực hiện. Thứ nhất, văn phòng đăng ký đất đai. Đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai hoặc văn phòng đăng ký đất đai có nhiệm vụ đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng, dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam còn văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai được sử dụng con dấu của mình để thực hiện cấp giấy chứng nhận, xác nhận thay đổi vào giấy chứng nhận đã cấp. Như vậy so với quy định cũ, nghị định tháng 10 năm 2023 đã sửa đổi thẩm quyền cấp giấy chứng nhận, xác nhận thay đổi vào giấy chứng nhận theo hướng tạo điều kiện cho người dân dễ dàng, thuận tiện trong việc thực hiện các thủ tục hành chính này. Quy định thứ ba là rõ hơn về thủ tục cấp sổ đỏ online. Theo đó, cơ quan tiếp nhận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thực hiện các trình tự thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua chức năng thanh toán của cổng dịch vụ công. Và điều thứ tư, quy định mới về các loại giấy tờ khi cấp sổ đỏ cho công trình xây dựng. Theo đó bổ sung các loại giấy tờ để cấp sổ đỏ với công trình xây dựng trong các dự án kinh doanh bất động sản không phải là dự án phát triển nhà ở. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các giấy tờ như sau: giấy chứng nhận chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ dự án bản vẽ thiết kế mặt bằng phù hợp với hiện trạng xây dựng và hợp đồng đã ký thông báo của cơ quan chuyên môn về xây dựng cho phép chủ đầu tư nghiệm thu hạng mục công trình công trình hoặc chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình công trình đưa vào sử dụng và cuối cùng là danh sách các tài sản